Phó Tuấn sẽ livestream về chủ đề là kỹ năng quýnh sập sám không bao giờ thua nha. Thì cái căn bài này là nó chuyên dành quýnh cho sập sám hay là tiến lên. Anh em nào thấy những cái người nào mà trở thành một cao thủ mà chơi bài quýnh cái căn này là người ta quýnh được cái đòn gì liền nha, là cái căn này là chuyên độc lập, riêng biệt quýnh một cái căn là sập sám hay là tiến lên hay là phỏm đó. Những quýnh những bài nào mà nhiều lá thì cái căn bài này là nó sẽ sử dụng thành nhất. Tất cả những thợ thầy người ta chuyên nghiệp đó, thì người ta quýnh đúng một căn này thôi nha, là vì người ta không có học những cái căn khác nha. Còn quýnh bài cào liên còn những cái bài mà ba lá ít lá thì nó có nhiều cái tư thế để lấy bài đó, một cái căn bài khác. Còn cái căn này là độc lập cho một riêng biệt nha, nó không sử dụng được cái, cho những cái động tác khác các bạn nghe. Đây nha, mình sẽ biểu diễn cho anh em xem. Nãy giờ anh em thấy mình cầm một bài nãy giờ múa tùm lum la chứ mình đâu có để ý đấy đâu không. Bây giờ mình sẽ trải bài cho anh em xem luôn nha. Để comment các bạn nha. Thì câu bài này á, là mình lật ngửa để cho anh em xem là nó là mình không có sắp đặt. Chứ thật ra người ta quýnh bài ta không có lật ngửa kiểu này đâu, người ta lật úp xuống cái gì nè, người ta sẽ xoa các bạn nghe, người ta sẽ xoa các bạn nghe, chứ không phải là người ta lật cái chỗ đó đâu. Nhưng mình làm để cho anh em biết là hiện nay mình đang không có sắp đặt thứ tự nha. Đó, mình không sắp đặt thứ tự các bạn nha. Đó thì bộ bài á, là nó bình thường đúng không các bạn. Bây giờ á, mình sẽ làm mẫu cho anh em xem trong lá bài tại sao mà quýnh bài nó có đa dạng cái phương pháp. Một là mình cầm bộ bài lên là bao nhiêu nút, hay là muốn ba tay gì đó thì mình phải biết được cái ly tâm của bộ bài nha. Ly tâm bộ bài như thế nào để mình chia cho anh em xem coi nha. Thì ai quýnh sập sám thì chắc cũng đã quýnh được cái căn này là nó ok, vì cái căn này là nó chuẩn nhất trong cái căn bài nha. Cái chuẩn nhất trong cái căn bài các bạn nghe. Thì sập sám thì quýnh ăn chi á, thì nó an toàn hơn nha. Nó an toàn hơn. Rồi. Rồi, mình lấy là 4 ách các bạn nghe. Sập sám là quýnh không bao giờ thua nha. Đây là 4 ách nha. Rồi mình muốn đây là cái sảnh nha. Đó. Sảnh nha, 4 ách sảnh nha. Rồi ok nha. Rồi. Đó, mình sẽ lật ngửa lên nha. Đó, quýnh sập sám là ăn chi nha các bạn nha. Chứ ăn bàn khác nha, ăn bàn thì quýnh cái cách khác nha các bạn nha. Thì cái bài giá này cũng quýnh tiến lên cũng được, chứ không phải quýnh sập sám không, quýnh tiến lên cũng được nha. Bài này quýnh tiến lên cũng được. Còn nếu quýnh lên thì mình lấy cái tứ quý hay lấy cái gì đó thôi, không phải cần phải lấy ách lấy dài nhiều nha. Đúng không? Lấy ách lấy dài nhiều rồi, ok, bộ bài lộn xộn ok anh em nha. Rồi. Rồi. Mình chia qua một quận cho anh em xem coi nha. Rồi. Quýnh 4-5 ván liên tục nha. Liên tục cho anh em xem nha. Mình không lấy cái này cũng lấy cái kia nha các bạn nha. Đó, đó lấy nha. Ok, đây là 4 ách nha. Đó. Rồi cho anh em xem nha. Quýnh cái này là hết bài luôn nè. 4 ách của lũ 8 đôi bồi đầu nha. Đôi bồi đầu nha các bạn nha. Rồi cù lũ đồng. Rồi 4 ách cuối nha. Đó, dán bài nha. Rồi bài đối phương nè. 1 2 2 già 3 9 bài này cũng không có gì hết nha. Đó, bài này đó, ok nha các bạn em. Đó thì sắp sáng là quýnh lấy 4 ếch của lũ đầm đo bồi đầu, thì hiện nay là bài cũng hết bài đó, bài này có ăn trắng các bạn nha. Thì cái căn này là chuyên về quýnh sập xám thôi các bạn nha, xám theo tiếng lên nha. Thì nhầm khi người ta không học những cái căn khác mà ta học chỉ có một căn này, là cái căn này là căn độc lập nha, không quýnh được, không quýnh được những cái đòn khác, chỉ có một cái chuyên quýnh cái đòn này thôi nha các bạn nha. Rồi nha, mình làm bài như vậy nó thoải mái rồi, anh em đâu làm sao anh biết được là mình lấy bài trên chỗ nào, đâu biết cái chỗ nào đâu mà lấy, đúng không các bạn? Đúng không? Rồi tại cái đối phương mình làm liên tục cho anh em xem, đúng không? Thử coi mình quýnh như thế nào nha. Đó, bạn coi dáng này của mình nha, dáng này mình lấy tứ quý bồi các bạn nha. Đó, đây tứ quý bồi nha, tứ quý bồi rồi sấm chi nha. Ok đó, đó tứ quý bồi sấm chi đó. Ok bạn quýnh cái kiểu này thì được hay không, hay là quýnh tỳ quýnh nứt các bạn thôi. Tứ quý bồi nha, sấm chi các bạn nha. Đó. Bạn muốn quýnh kiểu này hay là quýnh cù lũ thì tùy các bạn. Hiện nay là muốn quýnh, nếu mà quýnh cái này thì quýnh cái này. Đó, quýnh cái này. Đó, thì quýnh cái thùng nha. Quýnh cái thùng này các bạn nha, quýnh cái thùng. Quýnh cái thùng thì cù lượng, cù lũ ếch nha. Đó, đây nè. Đó, như vậy thì quýnh này. Như vậy bạn binh á, cái này làm là không quýnh tứ quý á, anh muốn quýnh cái gì anh em quýnh, đúng không? Đây là cù lũ ếch nha, thùng, cái thùng giữa nha, cái thùng giữa, thì sấm cô đầu. Ok anh em thấy như vậy dáng bài này nó có ok không? Đó, nếu anh em binh vậy hay là binh cái kiểu gì đó. Quan trọng để anh em hãy học hỏi để binh với nhau thôi. Rồi bài này mình chắc ăn cứu là mình ăn trắng này. Đó. Bây giờ bài này không có gì hết. Bài này không có gì hết. Đó. Đây là tứ quý ba các bạn nghe. Đây là tứ quý ba. Hết rồi đó, hết bài đó. Đó, tứ quý ba là có hai đồi. Xong rồi thấy không? Bài này không có gì hết rồi. Đó, ok. Còn nếu mà mình quýnh là sấm chi cũng ngon, cũng như là mình quýnh tứ quý. Đó, tứ quý dưới, đúng không? Tứ quý dưới đây bạn. Đó. Tứ quý dưới này nè. Sấm chi già, sấm chi ếch gì nó được rồi. Đó. Vậy nó cũng được rồi, nhưng vậy là cũng không ai đụng được mình. Quýnh gì cũng được các bạn ha.